Chào mừng lần anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Thì cũng là nhân tiện lên tang chơi thì cũng nhân tiện lên video chia sẻ cho anh em những cái con game ngon nghẻ, sáu tám game bài. Thì cũng là định vào quay hũ một tí nhưng mà gặp cái quả cầu tài xỉu bóng cầu 1-1 này đẹp quá. Nè, chắc là tôi sẽ giã một tay tài xỉu ra anh em nhá. Cái cầu 1-1 này là anh em vào anh em bắt là ngon này. Kèm theo đó 9 bẻ rồi này, chín sau nó sẽ lại bẻ tiếp và bắt theo kiểu cầu kép này. Nó lấy mà vào tôi vừa gặp cầu kép này cho tôi làm bật ngay 12 12 13 13 này là bắt ngay. Hiện tại đang đi cầu 1-1, vừa về xỉu xong thì tay này đánh tài đi. Tay này bắt một tay tài đi. Bắt ngon một tay sau đó vào đánh hũ cho nó lộc lá anh em ạ. Nào, to quá rồi anh em ơi, to quá rồi. Làm ngay tay đầu tiên nhá. Mẹ cầu 1-1 quá đẹp luôn. Đấy lại 13 tiếp này anh em ơi, 13 13 bẻ 13 tiếp này. Không, 13 này tôi nghĩ không bẻ đâu, 13 này sẽ về tài anh em nhá. Nó sẽ cắt cái cầu 1-1 ở đây. Nó sẽ cắt cái cầu 1-1 ở đây để nó về một tay cầu tài ở chỗ này anh em ạ. Tại vì 13 13 trước bẻ khá là nhiều rồi, 1 2 3 này. Tay này là tay thứ tư, tay thứ tư chắc là sẽ không bẻ nữa đâu. Và nếu như anh em đánh tay này thì anh em lên vào tay tài nữa. 2 7 11 này, 11 về tài này. Đấy, lẻ tiếp về xỉu này. Lẻ về tài này. Chẵn này, chẵn về tài rồi. Lẻ về tài, chẵn về tài rồi. Vậy là trong cái lúc mà tính điểm thì tôi thấy là nó đang đi cầu 1-1 anh em ạ. Thì tay này sẽ giã về một tay tài nữa. Anh em quan tâm đến phương pháp chơi của tôi hay là cách cách đánh của tôi thì anh em có thể follow kênh của tôi anh em nhé. Thì liên tôi sẽ ra video liên tục để chia sẻ cho anh em cái cách chơi của tôi cũng như là cái cách bắt cầu mà tôi đã áp dụng. Bớp tiếp anh em 345 này. Đấy. Cái bắt tờ cầu của tôi đã áp dụng kèm theo với đó là những con hũ tiềm năng mà tôi đã gắn bó. Làm ngay hai tay quá là ngon rồi anh em ạ. Tay này tiếp này, tay này xem nào. Chặn về tài này. Tay này là gì đây, tay này lẻ, tay này là một tay là tài nữa rồi anh em ơi. Tay trước thuận, tay này nghịch, cái này là 351 là 99 đây, 351 là 99 lại đánh một tay tài nữa rồi. Thôi vứt đây đã, tôi ăn hai tay thì là ngon rồi. Tôi sẽ vào lại vào cái con tuyệt địa cầu sinh tôi bố tiếp. Nói chung là mình hay là vào vào cùng lắm thì trả trả nhà cái một tay nhá, bố một tay nữa này. Cái chỗ này thì dạo gần đây nó sẽ không đi cầu 1 2 3 nữa đâu. Nên là anh em cũng không nên mong chờ với cầu 1 2 3 của tài xỉu anh em nhé. Chúng ta sẽ đánh theo cầu thôi. Anh em theo thì anh em cứ theo bệt một loại cầu nhá. Ví dụ chúng ta theo cầu điểm thì cứ cầu điểm và đánh thôi. Hay là chúng ta theo cầu bằng ở dưới này chúng ta cứ cầu bằng và đánh thôi. Đó, cầu bằng ở dưới này chúng ta có thể đánh theo là cầu về bên nào đánh bên đấy. Bố tiếp 555 này, lỗ hũ không? Không lỗ hũ anh em ạ. Tưởng lỗ hũ tay này thì lại ngon quá. Ok là anh em làm ba tay tài xỉu ấm thít ngày chả. Anh em thấy mẹ quả bắt theo điểm xí cầu của tôi ngon nghẻ không, kèm theo với nó kết hợp với săn cái cầu bằng. Cầu bằng thì tôi hay bắt cầu 1-1, còn cầu cầu điểm thì tôi bắt buộc tôi phải tính anh em ạ. Xem nào, 552 là 12 12 tay này bắt tay trước. Ôi giời, tay này vẫn là một tay tài anh em ạ. Vẫn là cái bóng tài khá là to nhá. Và tay này nếu đánh tiếp thì tay tôi cũng vào tài một tay nữa được. Ui giời ơi, lại lỗ bên này nữa, lại lỗ hũ nữa. Thơm như muối mít. Vừa lỗ hũ vừa lỗ tài xỉu. Thôi, phiên này thì là ngon rồi. Ăn ba tay tài xỉu xong vào đá một tí. Đá một tí hũ là tuyệt vời có mặt trời luôn. Tài không? Nào. Xỉu rồi, may quá mình không vào tay này. Tôi ngửi thêm mùi khét khét rồi là tôi phải té ngay. Không sao anh em nhá, biết dừng đúng lúc đúng chỗ mới là mẹ quân tử anh em ạ. Mình không nhất thiết, mình cũng không thèm thuồng gì một tay tài xỉu cả, chỉ cần thứ nhất là bảo toàn được vốn, thứ hai là có lãi là được đúng không, thèm thuồng gì cái tay tài xỉu ấy. Cùng lắm thì nó về đúng theo dự đoán của tôi thì cùng lắm là về thì kệ nó thôi, tôi cũng chả mất tiền. Mặc dù cũng hơi tiếc vì nếu như mình đánh thì mình sẽ được thêm khoảng 2M nữa, thì thôi không sao. Thì đấy, ví dụ đen cái nó gậy chẳng hạn thì mình đỡ mất 2M, sang quay hũ kiếm trác tí cũng được.
Không việc gì xoắn cả. Tay trước là về xỉu đúng không? Tay này thì chắc tôi nghĩ là thêm một tay xỉu nữa đấy. Tôi sẽ để cầu 2-3, lúc nãy tôi soi cái cầu này thì khét lắm. À, cầu còn một. Thôi không 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 soi tài xỉu nữa anh em ạ, không soi tài xỉu nữa. Soi tài xỉu này thì lại ngứa tay, mà ngứa tay thì lại muốn đánh. Mà muốn đánh thì ví dụ được thì không sao, phải là thuận cho cái thì lại ối rồi ôi, đúng không? Anh em đã chơi thì mình sẽ soi đến cùng nhá, đã chơi thì soi đến cùng. Một khi đã không chơi thì không nên nhìn và cũng không nên vào xem, tại vì là vào nhìn vào xem là kiểu gì cũng ngứa tay, mà ngứa tay thì kiểu gì cũng vào tiền, mà vào tiền thì mẹ may mắn thì không sao, mẹ đen phát thì lại mất tiền đúng không? Đấy. Nói chung là anh em đánh thì anh em có thể đánh kết hợp được. Nhưng nếu như anh em đã xác định ngay từ đầu thì một khi anh em đã quay hũ thì chúng ta chỉ lên vào đánh tài xỉu một hai tay thôi. Còn nếu như anh em xác định hôm đấy anh em phiên đấy anh em đánh bẹt tài xỉu luôn thì anh em vào ngay từ đầu. Chiến luôn từ đầu luôn anh em ạ. Hũ cũng đang nổ khá là ngon và đều này. Từ nãy giờ thì mới chỉ tụt một mờ tiền mình lại từ bên tài xỉu thôi. À không, hũ tôi vừa ăn được mà. Hũ tôi vừa cũng vừa có lãi đâu đó khoảng 1m6 2m gì đấy. Đấy, quả nó vừa lổ mấy khẩu súng xong đúng không? Vẫn là ngon anh em nhé, vẫn là ngon. Để xem nào. 50 giây cũng lại vừa ra lại tay xỉu nữa kìa. Ui. Làm tay xỉu nữa kìa. Tay xỉu. Lại bắt đầu mẹ cái bóng cầu 1-1 rồi. Lại cái bóng cầu 1-1. Thôi có lẽ là mẹ tôi lại dừng video ở đây thôi anh em ơi. Bay mất 2m rồi mà không thấy hồi một cái gì nhá. Có lẽ là ngày hôm nay thì bố mấy tay tài xỉu xong lại nhảy sang hũ này. Nó lổ cho tôi một cái to phát là từ nãy giờ tôi thấy toàn tụt tiền thôi. Và cái bóng này nó khá là xấu rồi. Ui dồi ôi. Tôi ngửi thấy một phát phét rồi. Nè chốt nãy ở đây thôi anh em ơi. Cũng định là vào kiếm thêm một tí bên lỗ hũ nhưng mà nghe khét lắm anh em ạ. Ví dụ được ăn thì được ăn ngay rồi, nhưng mà không được ăn thì thôi, mình lên cho mình lên nên nên thỏa mãn với cái kết quả mình đạt được chứ đừng cố anh em nhé. Cái này anh em thì video tôi dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Vào thực chiến một tí thôi anh em ạ.